Thưa quý sư, xin quý sư từ bi giải thích giúp con. Pháp chưa được đồng đẳng quán sát là gì? Con thành kính tri ân quý sư. Thứ nhất là chúng ta cần phải khi mà chích thì chúng ta chích cho nó trọn câu, và mình có khi là phải coi hết cả một cái bài kinh mới hiểu. Chứ còn mà mình đọc mà mình chích một đoạn ra, thứ nhất là chích không hết, thì cái thứ hai đó là mình không có đọc hết nguyên bài, thì có khi mình không hiểu được. Mình giống như là nói trên trời rơi xuống thì nó y chang như cái chuyện quý vị đang ngủ gật mà giật mình lại cái cô hỏi bài mình không hiểu gì hết trơn, mình chất quớt y chang vậy đó, tại mình không có nắm được toàn cảnh ha. Thì ở trong cái đoạn này đó, chọn cái câu là ta sẽ quán sát pháp đồng đẳng với ta sẽ quán sát đồng đẳng với trí tuệ pháp chưa được đồng đẳng quán sát. Cái câu Pali đây. Asama wekit tăng hòa thầm măng bành nhà giá samawek khisami bành nhà giá samawek khisami tí itha bi vipassana bành nhà atipeta. Thì cái dòng ở trên á là cái đoạn chánh văn của cái câu này nè, là ta sẽ ta quán sát với ta quán sát pháp không đồng đẳng nha, gọi là pháp quán sát pháp không đồng đẳng với trí tuệ đó. Thì cái chuyện mà ta quán sát bằng trí tuệ này nè, cái đoạn dưới là đoạn chú giải cho cái đoạn văn này ha, là ta quán sát cái pháp đồng đẳng bằng trí tuệ này nè, là việc thực hành quán sát bằng tuệ quán vipassana nhà đó, bằng tuệ quán. Có nghĩa là cái pháp mà không đồng đẳng ở đây là sao? Là thí dụ như người già nè, người trẻ nè, rồi đàn ông nè, đàn bà nè, người đẹp nè, người xấu nè, đó là các sắc pháp. Rồi đây là mắt, tai, mũi, lưỡi đó. Thì đây là cái tướng riêng và tướng chung. Cái tướng chung là đàn ông, đàn bà đó. Rồi còn cái tướng riêng thì những cái tướng chung, tướng riêng đó là những cái pháp khác biệt, pháp khác biệt, pháp khác nhau. Thì chúng ta sẽ quán sát nó bằng trí tuệ quán. Đó là ý nghĩa của cái câu kinh này. Hoặc như là các cái tâm này, bao gồm tâm thiện, tâm bất thiện. Trong tâm bất thiện thì có tâm tham, tâm sân, tâm si đó. Tâm thiện thì có từ bi, hỷ, xả, chánh niệm, vân vân. Thì những pháp đó nó không giống nhau, và ta sẽ quan sát, suy tư về các pháp đó. Phải dùng từ suy tư đúng hơn, suy tư về các pháp đó bằng trí tuệ quán. Đó là ý nghĩa của câu kinh này. Thành ra là tại sao chúng ta phải, nếu mà quý vị học được Pali thì quá tốt, biết Pali thì quá tốt. Còn nếu không biết thì chúng ta cần phải có chú giải đi kèm. Và cái dự án dịch chú giải thì đang được dịch, và sau này thì sư hy vọng là
Việt Nam mình sẽ có bộ chú giải, để quý vị không hiểu cái gì thì mình có thể xem ở chú giải và chúng ta sẽ hiểu được ha. Và chắc có lẽ qua câu hỏi tiếp theo.